Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là hành trình tiếp theo của mình sẽ cùng cô chú anh chị em ở trong đoàn thiện nguyện đi đến thăm một gia đình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái hoàn cảnh mà bệnh tật. Đó chính là anh Trần Quốc Tuấn ha, anh bị viêm tủy ngực và viêm tủy cổ và viêm màng não. Thì trong thời gian qua anh đã nằm liệt giường ha. Thì gặp rất là nhiều khó khăn hoàn cảnh gia đình của anh. Thì hôm nay hậu mời tất cả mọi người chúng ta cùng đến nhà thăm anh Trần Quốc Tuấn ha. Học giỏi mà nhà có ba cái người đó mày vậy đó. Lúc này con ăn cơm được không? Dạ được rồi, sao rồi? Dạ hả? Dạ. Rồi con có ngồi dậy một mình được chưa? Con gắng gượng gượng ngồi vững là nhưng bao giờ mình được. Nóng, mẹ nóng quá rồi. Rồi lại quên đi không ăn theo rồi. Rồi mấy đứa nhỏ rồi. Dạ nó đi chơi em hàng đấy, có đẹp được. Đâu được chưa? Dạ. Hay quá. Đi tay khâu á. Kêu cái thằng nhí đâu con ấy đâu rồi, kêu cái nhí về đây coi. Theo à. Dẫn em đây coi. Con tên gì? Con tên gì? Chưa nói chuyện được hả? Bao nhiêu tuổi rồi anh? 4 tuổi rồi. 4 tuổi. Anh có hai đứa con đúng không? Anh nhấc chân lên được không? Dạ không. Vậy đó hả? Đi bộ hả? Dẫn em lên đây con nghe mà. Con vô đang vô. Dẫn cái thằng rồi mấy đứa này có đi học không? Dạ có rồi. Dạ, tại con nó ở đây gần đây, con cái thằng kia nó nhỏ hơn mà đặt nó không biết nói. Nó 13 tuổi rồi. Kêu chị ai về đây ta biến. Nó tê hai cái chân, còn cái chân như cái tay. Tay hôm đó to vô về nè, nhưng mà giờ đỡ rồi nè. Anh nằm chắc là em cố gắng anh tập luyện các cơ chân tay co duỗi ra ha, không để lâu mình nó bị cứng cơ, là đến lúc mà mình muốn nhấc chân nhấc tay lên nó cứng nó đau, càng để lâu nó càng đau nha, cố gắng vậy. Tay này hôm đó tính đâu liệt rồi còn nữa rồi đó, ráng từ 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 vẫn phải đỡ gì. Thế bác sĩ có cho con kêu là cho anh chân em hoạt động không? Dạ có, cứ kêu vừa tập vừa thức rồi. Nhà thì tập cũng được. Rồi con thằng nhỏ đâu rồi? Nó đi chơi đâu ngoài hay vậy? Kêu nhỏ vô coi con. Lấy cái... mang bánh này cho nó. Quên mang bánh. Dẫn ba vàng vô đây con, dẫn ba vàng đây. Kêu mới nãy anh nói anh bị sao? Dạ viêm tủy ngực, viêm tủy cổ, chứ viêm màng não. Anh tên gì anh nói cho khán giả sao biết được? Em Trần Quốc Tuấn. Xin cho anh ha. Dạ. Này con mời giáo dân học đi chơi thao. Chúc anh nhé, chúc anh mạnh khỏe nhé, vững tin vào Chúa nhé. Tôi có chút quà gửi anh nhé, phụ thêm anh chút tiền thuốc gia đình nhé. Nghe cha, nghe nhỏ nè, này là con trai của nó đó, con trai của nó là... Ê, hả? Dạ. Ra biểu coi. Dạ, cố đi con. Em cố không. Nghe sợ. Ừ, học sao con bà kia đang kêu cho em ngồi cho em cơ mặt chứ mà dạ chị là bà Dung đó dạ. Cứ mới bà chi thôi chi khà nó cho nhau ha, chứ tôi cũng về tôi cũng về cho gia đình nha. Anh sai gần anh không có cũng rồi các bạn ơi, bây giờ mình
cùng đoàn thiện nguyện ghé thăm nhà của anh Trần Quốc Tuấn xong rồi ha. Thì hành trình tiếp theo sẽ đến nhà của cô Năm. Thì cô Năm có một người con đang bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm, lúc làm ở ngoài Bình Dương các bạn. Thì bây giờ cái hộp sọ của ảnh được tháo ra ha. Thì đang nuôi ở ngoài bệnh viện, thì năm nay nó được 4 năm. Thì cũng mới vừa nghe cô Năm đã mất cách đây 1-2 hôm. Thì còn lại người con đang trong cái tình trạng mà hộp sọ đang bị nuôi đó, đang nuôi đó. Thì hôm nay đoàn thiện nguyện đến đây thăm ha. Thì hậu mời các bạn chúng ta cùng đồng hành với tất cả cô chú trong đoàn thiện nguyện này đến thăm anh, xem hoàn cảnh anh như thế nào nha các bạn. Để đi không sao. Chào anh nha. Bác mấy cô để giúp cho con nổ sọ đó, gác sọ này đó, chịu không? Mừng lắm, nghe nổ thôi giờ gác là không khóc, giúp đỡ cho con mở gác sọ lại. Có bảo hiểm mà phải không? Dạ có. Ở bảo hiểm biết nào? Ở bảo hiểm hồi đó nằm ở trong bên nằm xuống đây, nằm xuống đây cho nó khỏe. Hồi đó nó nằm ở Bình Dương. Rồi gửi sọ ở trên Tân Lộc Thạch á, giấy tờ còn đóng. Gối thấp quá. Ăn được mấy chén? Không biết gì chứ. Ăn cơm được mấy chén? Ăn được mấy chén cơm? Một chén hả? Trời ơi. Xích hồng. Ngủ cái quạt nó rồi đầm cái quạt. Má đâu rồi? Dạ. Má nó đâu rồi? Mẹ. Mẹ đâu rồi? Mẹ quá. Hai mất rồi hả? Thương mẹ không? Thương hả? Ừ. Giảm tiếp rồi nó gãy á. Nằm về 4-5 năm rồi. Không có tiền đi tại có tiền đâu. Là cái gì cho mình sơ đo thần kinh không biết là con mình đến người đến năm không biết anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều tuổi rồi. Dạ. Mấy tuổi? Mà đúng không? Mấy tuổi? 23 tuổi. 23 tuổi đúng không? Chắc bắt đầu đúng rồi. Cười lên, cười lên cho thoải mái. À. Sợ. Cười nhá. Bình đó cũng nghe con nói nó kể lại là ai. Sáng ngày hai bà đi làm á, chị bới nó mua cơm để đây nước nông để cho mình ngủ được. Nó quay lúc nó quay sụp lúc nó chơi cái trà xíu nó không. Trà xíu mà nó không ạ. Nó nằm nó té, nó té rồi chạy mình chạy.
Trời ơi khổ chú ơi. Mẹ nó bệnh bệnh á, đâu có hai thằng trai thằng mà thành phố, hai dâu đi trên, có con dâu đây thì hai đứa con nuôi có được đâu. Tôi thì bệnh tôi nuôi phụ. Nhưng em thứ sáu nuôi phụ. Nó chạy tới chạy luôn, và thằng này á thì bệnh tâm bây giờ nó đội nó xuống. Có nhiều người gấp vô không chịu quá chị. Con đường lâu quá chứ không mấy cửa rồi nhân tạo. Em có quay nhiều trường hợp lắm nhưng mà có nhiều người gấp vô không được, nhất ra phải gỡ lại. Gỡ lại. Gấp sổ khác vô rồi nó làm sao nó bị sao nhức đầu chịu không nổi rồi phải gỡ ra lại. Thì nó cũng gần 4 năm rồi mà thời hạn người ta để trống 5 năm chứ nhiều khi 4 năm ngoài cái nó hư rồi sao nó không khổ gì. Anh nó có điện mấy đôi dài điện cho anh nó hỏi vì giấy tờ nó còn giữ cái tôi giữ đây nè. Số điện thoại gì nó điện lên nó hỏi thì nói tranh thủ đem lên sớm đi lấy gì gáp cho nó đi chứ để lâu quá đi nó hư. Dạ. Thôi dạ. Cảm ơn. Còn cái vấn đề lớn lao thì cứ cho tôi biết sau. Dạ vậy. Dạ. Tới thăm gia đình. Cảm ơn. Tới thăm gia đình thôi. Dạ nhá. Cảm ơn hết nha. Nếu mà giúp đỡ được thì lần này cũng rất cảm ơn, không biết nói gì thì... Rồi, không có sao đâu. Trước đi. Khỏi cảm ơn. Dạ. Không hiểu. Bây giờ gác hộp sọ vô hết bao nhiêu tiền báo cho con biết. Dạ. Con tính ra. Dạ. Giờ ấy chứ giờ bả mất rồi, giờ đâu có nhiều. Nếu gác vô hay là hết bao nhiêu thì có thể cho con biết. Thì con có thể sợ. Dạ. Trời ơi, tới giờ cơm rồi. Đại hơi gấp thôi để đằng này dọn ăn.